Sai lầm lớn nhất đã mất trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là một năm ôm em theo cả cuộc đời, là bạn thân anh còn chưa lo được thôi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi. Loa kéo có đa 4 tấc và 3 tấc với các tính năng là có màn hình Android hiển thị như này, rất là rộng ha mọi người. Đó, rồi có chức năng là YouTube nè, kết nối được với lại trình duyệt web này. Đó, là gọi là kho nhạc online, là kho nhạc hiện tại lớn nhất hiện nay. Ngoài ra thì loa kéo còn kết hợp các chức năng, ví dụ như là tinh chỉnh về phần music, equalizer riêng này. Đó, có các chế độ sẵn về phần mix, cũng có các chế độ như KTP. Đó, mình chuyển qua KTP này. Alo. Alo. Đấy, hoặc là mình có thể tùy chỉnh ở một cúp như mix, bass này, reverb và echo đầy đủ hết. Ngoài ra dòng loa kéo cao đát này là tích hợp khả năng chống khủng cực kỳ tốt luôn. Để mọi người xem rồi, mình đang đứng sát luôn, mở là hơn 50%, đây là phải là 70%, 80% luôn, nó không ú à. Alo. Alo, 1, 2. Thì bây giờ mình xin hát thử, một bài cho mọi người nghe. Cuộc đời mà bản thân anh còn chưa.
không.